đùm rớt đâu rồi. Nó phải ra bố. Không ạ. Nó phải ra bố, nó đứng đau trong. Nào kia mà chơi đi. Định sang nhà ông bà ngoại, nhưng mà con Na đang chơi con rùa này thích quá. Vâng, thế thôi ở nhà thôi. Mẹ giúp giúp bố nó, tấn công bố nó, tấn công con rùa nó rồi. Nào ơi, đây cơ mà.